Gia đình hôm 29 tháng 9 đã tổ chức một lễ cầu siêu tại chùa Giác Ngộ để tưởng nhớ nhạc sĩ Quốc Dũng, người đã ra đi vào ngày 24 tháng 9 vừa qua. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, chị gái của nhạc sĩ, và cháu ruột đã đại diện gia đình nói lời cảm ơn đến tất cả nghệ sĩ và Phật tử đã tham dự lễ cầu siêu, thắp hương và tụng kinh để linh hồn của Quốc Dũng về miền cực lạc. Quốc Dũng đã để lại nhiều tác phẩm âm nhạc đáng giá, gắn liền với tên tuổi của ông trong ngành công nghiệp âm nhạc Việt Nam. Một trong những tác phẩm đặc biệt là ca khúc Em đã thấy mùa xuân chưa, mà ông viết khi mới 11 tuổi. Ban đầu, ca khúc chỉ là một bản hòa tấu không lời, nhưng sau 6 năm, nhạc sĩ đã hoàn thiện nó với cảm xúc đầy nghệ thuật trong tình yêu. Ca sĩ Quang Dũng, người đã thể hiện tài năng của Quốc Dũng, nói rằng ông để lại cho thế giới nhiều tác phẩm giá trị và một kho tàng âm nhạc đáng để khám phá. Lệ Quyên, một nữ ca sĩ nổi tiếng, cũng thể hiện lòng tiếc nuối khi không có cơ hội gặp gỡ Quốc Dũng trong cuộc đời, mặc dù đã nhiều lần biểu diễn nhạc phẩm của ông. Đặc biệt, ca khúc Đường Xưa đã được khán giả yêu mến. Trong lễ cầu siêu, Lệ Quyên biểu diễn ca khúc này và thể hiện lòng biết ơn, mong rằng Quốc Dũng sẽ được thanh thản ở nơi vĩnh hằng. Cô tin rằng tình yêu của người hâm mộ sẽ vẫn được nhạc sĩ cảm nhận và dù thân xác đã ra đi, những tác phẩm âm nhạc của ông sẽ luôn sống mãi. Từ Mỹ, hai giọng ca Minh Tuyết và Quang Lê đã chia sẻ nỗi đau và sự mất mát của họ cùng gia đình Quốc Dũng qua một video. Quang Lê đã tâm sự rằng âm nhạc của Quốc Dũng đã làm phong phú tuổi thơ của anh. Lúc 10 tuổi, khi anh cùng gia đình rời quê hương để định cư ở nước ngoài, trong ba lô của anh có một cuốn băng tuyển tập 20 ca khúc của Quốc Dũng do Bảo Yến thể hiện. Sau đó, Quang Lê và Minh Tuyết đã thể hiện một phần trong nhạc phẩm Chuyện Hợp Tan, Thoát Ly như một lời tiễn biệt đầy xúc động. Những công hiến âm nhạc của Quốc Dũng sẽ tiếp tục được tôn vinh và sống mãi trong trái tim của người hâm mộ và thế hệ tương lai. Lần lượt được Lê Hiếu, Quách Tuấn Du, Hoàng Nhung, nhóm ca Trương Nam Tuấn Trường Ân Trung Tín hát. Phía dưới, các Phật tử, khán giả hòa giọng theo. Nhạc sĩ Quốc Dũng mây trắng đã bay xa. Các đồng nghiệp cùng thời như Tiến Luân, Bảo Thu ôn kỷ niệm về Quốc Dũng lúc sinh thời. Với họ, Quốc Dũng là nhạc sĩ tài hoa trong công việc, có cách sống bình dị, tính cách nhẹ nhàng, hào sảng với mọi người. Nhạc sĩ Tiến Luân nói gần 20 năm qua từ khi Quốc Dũng lui về ở ẩn, họ ít gặp nhau. Một tuần trước khi đồng nghiệp ra đi, Tiến Luân đến thăm, hiểu rõ bệnh tình. Với Tiến Luân, Quốc Dũng là một người thầy, giúp ông từ không biết gì trở thành nhạc sĩ được công chúng đón nhận. Ngày hôm nay có Tiến Luân là nhờ Quốc Dũng. Tôi mang ơn anh rất nhiều, tác giả trên bến sông buồn nói. Nhạc sĩ Bảo Thu cho biết lớn tuổi hơn Quốc Dũng nhưng luôn dành cho đồng nghiệp sự ngưỡng mộ. Ông nhớ lại khoảng thời gian Quốc Dũng còn khó khăn, đi hát phòng trà, được ông thu xếp chỗ ở trong ngôi nhà trên đường Trần Hưng Đạo cho mượn đàn, âm ly để đi diễn. Quốc Dũng từng có thời gian theo Bảo Thu học ảo thuật vì tính cách thích khám phá, học hỏi. Một lần, Bảo Thu nhận sáng tác ca khúc Nhạc Xuân cho một đơn vị phát hành nhưng tối hôm trước uống bia nên ngủ quên. Sáng hôm sau, nhờ Quốc Dũng đến nhà học ảo thuật, lúc trò chuyện Bảo Thu mới sực nhớ đang nợ bài. Ông nhanh chóng viết nên nhạc phẩm Nếu Xuân Này Vắng Anh, sau được khán giả yêu thích. Phật tử Nguyễn Giang, 45 tuổi, ngụ ở quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, nói biết và yêu nhạc Quốc Dũng qua các sân khấu trong nước, hải ngoại. Các ca khúc ông viết có sự trải đời, cái tình xuất phát từ câu chuyện rất riêng, khiến người nghe đồng cảm, thậm chí lấy được ngưới.